Em vừa về mẫu Jolly 205 mới tức thì nè cô chú anh chị. Xe cọp và con nha, hai cụm đèn nè, len ken luôn. Nói chung bộ này là rin từ A đến nãy, sơn rin phủ hết cả con. Chủ nhà lên cụm đèn khá là sáng nè, đèn led nè. Ở dưới chủ nhà lên đèn bi nè. Toàn bộ phần đồng tôn là chất sơn rin hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Năm bộ mâm đúc nè, anh chị có cái vành đĩa mà còn vàng ươm luôn nè. Vỏ mới tinh, vỏ 90%. Trong này thích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu đời 205 khá là cao. Đây là nước sơn rin nè. Sơn rin phủ từ trên xuống dưới. Đi đôi cho em nó bộ tem rin còn nguyên bản nè. Kính là kính Mitsu rin hết. Nè cô chú anh chị muốn vợ chủ nhà thay mới tinh. Form đẹp nha, dán toàn bộ phim cách nhiệt rồi. Dòng này bánh treo nằm cho cô chú anh chị tầm 10 đến 11 lít trên 100 km, số sàn cô chú anh chị. Đây bà con là kính hệ thống kính Mitsu nè. Phía trên chúng ta sẽ có đèn thắng và có phía gương chiếu hậu ở phía sau. Em này bản 2.0 nha cô chú anh chị nha. Bản 2.0 nè. 60 Đồng Nai 06748. Form dáng đẹp không bà con? Không một vết chầy luôn cái xe này. Nè mở nội thất ra cô chú anh chị coi đẹp không? Nguyên bản của em đó nè. Nè túi hơi nè. Ấy cô chú anh chị tìm được cái xe nào cọp như vậy không? Ghế này ghế hơi nè. Đó. Phòng nè. Khi bà con ngồi bà con nó phồng ra bà con đỡ đau lưng. Nè từ trên xuống dưới nó đẹp lắm luôn. Xuất sắc. Em này xuất sắc nha bà con cô bác nha. Vô lăng rin. Trang bị màn hình Android, cam hành trình, cam dê full hết rồi. Máy lạnh đang mở nè. Từ cái phần tắp lô, tắp bi nó liền lạc. Đẹp chưa? Nói chung xe này chủ nhà làm nhiều tiền lắm bà con à. Phần tắp bi, da này da nguyên bản theo xe nha. Tay nắm được dán carbon hết mới nè. Keo nè, hệ thống keo chỉ rin 100%. Lên cái lót bộ lót sàn 5D cực kỳ là xịn rồi. Anh chị thấy bộ lót sàn 5D xịn sò không? Tắp bi, tắp lô, những vân gai là mới ken. Hai bên kèo cột, hai bên bên trụ là không có dấu hiệu là móp méo nha cô chú anh chị nha. Đó, từ những chi tiết nhỏ là bà con biết cái chất xe nó đẹp như thế nào rồi. Đúng không ạ? Ghế nè, 8 chỗ ngồi nè. Đây là cô chú anh chị. Phòng nè, phía sau phòng nè. Cái này bà con ngồi rất là đỡ đau lưng nha. Khay học tì tay, vàng lạnh ở trên là mới tinh luôn. Mới lắm. Em này đẹp lên tới 80-90%. Cô chú anh chị nha. Lên mà bà con chê được mẫu xe này cho anh biếu bà con xe. Chủ nhà lên lót sàn 5D sạch sẽ không? À, từ nắp cửa anh chị coi nè. Đẹp như thế này. Bốn cánh cửa tắp bi, rin hết. Keo chỉ rin 100%. Hệ thống lốc khóa chạy an toàn. Nói chung chất sơn rin phủ từ trong ra ngoài. Nha cô chú anh chị, hầu như không có nước sơn dầm luôn. Chỉ có cái phần nhựa ở dưới là người ta sơn lại từ đồng sơn đổ lên, toàn bộ là chất sơn rin hết. Ra bánh treo nè. Cô chú anh chị nhìn cái vành mâm của bánh treo là không một vết xét luôn. Vỏ xe cua cũng khá là mới luôn bà con. Cốp trong sạch sẽ. Lót sàn đã được lên lót sàn, toàn bộ lót sàn 5D. Rực rỡ mùa xuân về không? Ok chưa? Hết sảy con bà bảy luôn. Cái trận này quá sức với cái mẫu xe Jolly cọp này nha. Siêu cọp cô chú anh chị ạ. Bà con cứ yên tâm, chừng anh tả xe là tả xe chuẩn chứ không bao giờ tả xe sai cho cô chú anh chị đâu. Xe chất lắm. Này, vô lăng cỡ này nè. Anh chị coi nè, có dấu nào chày trên vô lăng không? Trợ lực nè, nhẹ tưng nè, dán toàn bộ carbon, sạch sẽ. Và đây là hệ thống gương chỉnh điện đang hoạt động nè. Tất cả các tính năng nha. Ok chưa? Máy lạnh đang mở luôn nè, mở phải có lạnh luôn. Lót sàn của Mitsu xịn sò, côn ga số nè. Của đời 2005 mà mới không? Giá không rẻ đâu nha bà con nha. Đó, khách đổi xe bên Trường Anh nói chung mẫu này người ta đi người ta cực kỳ là người ta chăm cái xe luôn. Cọp lắm, đó cái chất đóng cửa. Đóng rất là khít. Cản trước chạy. Chạy viền khá là đẹp. Ngay từ cái phần ti chống cũng vậy nè. À, người ta quấn cao su cầm cho nó êm. Hai bên là không có đâm vàng nè. Em này mặt máy. Mặt máy chưa mở luôn. Anh chị có rin hết theo xe nổ êm ru. Hệ thống boe cảm biến gió hai bên đẹp như nhau, không có có lỗi nha. Dàn trước nè. Rất là cọp mà bà con nè. Mới lắm. Nói chung cái phần khoang máy cô chú anh chị nhìn đi, không có một vết xét. À, từ cái ổ ga là bảy màu luôn. Bà con thấy cái ổ ga bảy màu luôn không? À, chốt vàng ươm luôn.
7 màu luôn nha bà con nha. Đó là hàng đẹp, keo chỉ cho nó có vô đinh tuyệt đối 100%. Xe không cứng không lỗi bất cứ một khoảng nào trên chiếc xe nha cô chú anh chị. Đẹp chưa? Phải gọi là cực đẹp luôn. Máy êm lắm, mẫu này không có đổ hơi đâu. Ổ ga là mới tinh. Cả bao nhiêu năm rồi mà giữ được cái xe này thì đi đâu tìm được cái mẫu này. Đó. Sạch sẽ. Máy từ phần hệ thống boe, cảm biến gió, ống ruột gà, lấy hơi đầy đủ các tính năng này nha bà con nha. Đẹp không? Nước sơn của cái mặt nắp, nắp ron còn rim, không có chầy luôn. Đó là hàng cọp cho bà con đó. Yêu cái đẹp thì alo cho em. Giá em này nó cũng tới nóc rồi, cho nên là bán giá tới nóc nha cô chú anh chị nha. Xe này chạy công vụ quá tuyệt vời, số rim 100% nè. Anh chị có cái số của nó mới không? Là cái số nè. Đấy, cái hộp số còn sau rồi. Cỡ này là hiểu rồi đó. Gầm vọng ở trong chủ nhà Phú Sinomix chống bụt gầm. Không hề có chuyện bụt gầm nha. Người ta kỹ, người ta đi, người ta phủ cái Sinomix ở dưới gầm nè. Đó bà con coi nè. À, cái số đó. Sáng rực trời mây. Được chưa bà con? Không bụt ngọt ở dưới gầm nha. Đó vậy thôi. Cô chú anh chị đã đam mê mẫu do ly này thì alo cho em. Bốn quá vỏ chủ nhà đi vỏ Michelin cực kỳ là xịn luôn. Cực kỳ là xịn. Em khép lại chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.